Xin chào thầy quý cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube chuyên review về ống nhòm chính hãng và em là thằng Zotac. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ba sản phẩm siêu nứt đến từ thương hiệu EK và Nikon. Ở thời điểm hiện tại thì cũng khuấy vụ ong rồi và cái nhu cầu bán lại cũng khá là nhiều. Chính vì do đó thì em cũng có những cái deal hời cho các bác. Nếu mà quý cô chú anh chị nào muốn tiết kiệm chi phí thì chúng ta cũng thể cân nhắc ở thời điểm hiện tại thì cái mức giá ống nhòm nó rất là tốt rồi các bác nhé. Và không để quý cô chú anh chị chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một số sản phẩm từ thương hiệu EK, không còn quá xa lạ nữa rồi. Đây là một chiếc siêu nướt các bác nhé, dùng được một thời gian và có nhu cầu bán lại cho em. Nếu mà quý cô chú anh chị có thể cân nhắc lựa chọn chiếc này về cái bộ sưu tập của mình thì em Thắng cũng để cho các bác với một cái mức giá tốt. Ở chiếc này thì em thu lại cho quý khách hàng tình trạng là nguyên zin, chưa đụng chạm, không có một cái vấn đề gì về chất lượng quang học các bác nhé. Có lẽ thì nhìn các bác nhìn có thể hơi bụi một xíu, các bác có thể tham khảo đây, nhưng mà chúng ta vệ sinh qua thì nó cũng không có vấn đề gì đâu các bác nhé. Và cái mức giá cho một chiếc này thì em xin phép giao lưu công khai luôn là 1 triệu bao ship và sẽ được bảo hành 2 năm. Các bác mua hàng cũ thì cũng lăn tăn là có được bảo hành khanh hay không, thì đến với em Thắng thì luôn luôn em Thắng có nhận bảo hành sửa chữa và nâng đời. Chiếc này thì tình trạng nó còn rất là đẹp và tình trạng ở Việt Nam chiếc này thì không còn hàng mới đâu các bác nhá. Hiện tại thì gần như là không thể tìm được hàng mới chiếc này. Các bác có thể tham khảo, nó hoạt động còn khá là tốt về tình trạng sản phẩm, các bác có thể tham khảo. Ống kính nó còn đẹp lắm, nào chùi qua bụi là được rồi các bạn nhé. Mức giá công khai là 1 triệu đồng bao ship và sẽ được bảo hành 2 năm. Chiếc đầu tiên thì em sẽ để sang một bên. Đến chiếc thứ hai trong video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một số sản phẩm đến từ thương hiệu Nikon. Các bác có thể nhìn hộp và cũng có thể đoán qua được sản phẩm em đang cầm trên tay thôi. Chiếc này là sản phẩm Nikon Monarch M7. Các bác có nhé, có thể tham khảo. Em săn về cho các bác. Thực sự chiếc này thì nếu mà các bác mua mới ở thời điểm hiện tại thì nó dao động tầm khoảng 11,5 triệu, và các bác mua hàng siêu nướt như thế này thì cái mức giá nó tiết kiệm hơn rất là nhiều rồi. Mức giá thì em đang giao lưu với các bác là 8 triệu các bác nhé, với tình trạng là nguyên zin chưa đụng chạm. Nguyên zin chưa đụng chạm là sao và tại sao lại có một cái mức giá nó tốt như thế này? Thì tức là nguyên zin chưa đụng chạm với dòng sản phẩm Nikon Monarch M7 thì các bác cũng biết là cái vấn đề về thân vỏ hay là vấn đề về ống kính á, nó hay xảy ra, đó chính là ẩm mốc. Thì rất nhiều những sản phẩm ở thị trường Việt Nam đã bị tháo ra và nao những cái vết nấm rồi, và khi mà tháo ra thì nó sẽ không còn nitơ nữa và cái chất lượng quang học thì nó sẽ không được 100%, nó chỉ đâu đó tầm khoảng 90-92% thôi, và cái mức độ xuống cấp nó cũng khá là nhanh. Nếu mà các bác nào trải nghiệm những cái sản phẩm ống nhòm Nikon và thân nhựa thì cũng biết rồi. Rồi quay trở lại với chiếc này thì nó cũng chưa có dấu hiệu đụng chạm này các bạn nha. Các bác khi mà mua ống nhòm cũ ấy, thì phải lưu ý cho em là cái phần ống kính này nó không có những cái dấu hiệu bị mở máy. Còn nguyên zin các bác, đây tình trạng là nguyên zin này các bạn nhé. Với chiếc này là dòng sản phẩm Nikon M7 10x42, với góc nhìn là 96 độ, là các bác có thể tham khảo, nó còn hoạt động rất là trơn tru đó, rất là đẹp các bạn nhé. Nói chung là về cái chất lượng của chiếc này thì em đánh giá nó còn rất là tốt. Tại vì sao? Nó còn chưa tháo máy ra rồi, cái chất lượng thân vỏ nó chưa bị xuống cấp nhiều, tức là người dùng nó không sử dụng máy các bạn. Lưu ý cho em, 8 triệu tiết kiệm 3,5 triệu rồi. Đây là cái mức chi phí cũng rất là lớn đối với các bác nào đi săn các bác nhá. Lưu ý cho em, mà em còn đảm bảo bảo hành cho các bác là 2 năm mà các bác. Lưu ý chiếc này 8 triệu các bác mua được, có thể eBay điên cho em Thắng nhá. 8 triệu còn nguyên dây đeo này, dây đeo nắm sẵn rồi. Có một cái túi đựng và em sẽ tặng thêm cho các bác một cái túi nữa. Các bác có thể cần nhá. Rồi đến chiếc thứ ba, đây một chiếc Nikon cổ. Các bác nào nếu mà trải nghiệm mua sản phẩm đến từ Nikon và đặc biệt những cái sản phẩm Nikon cổ này. Những chiếc này được sản xuất vào cái thế chiến thứ hai những năm 1945, và phải nói đến thời điểm hiện tại thì em Thắng cũng phải công nhận về cái độ bền của nó và cái chất lượng sản phẩm quang học thời đó. Nó chưa quá nhiều những cái công nghệ quá đặc biệt, nhưng mà phải nói là cái thủy tinh người ta luyện thật sự nó rất là tốt, bền bỉ. Và để mà tìm được một chiếc nó còn nguyên hộp như thế này, các bạn có thể tham khảo đây. Hộp của Nikon cổ Japan này. Cái hộp này hộp da các bác nhé. Hộp da các bác nhé. Lưu ý cho em, hộp da và
để mà tìm được những cái hộp nó đẹp như thế này thì nó rất là khó, tại vì nó giao có giá trị sưu tầm thực sự nó quá là lớn đối với một dòng sản phẩm mà các bác nó vừa có tính sưu tầm và cái sử dụng cũng rất là cao. À, các bác lưu ý nhá, nếu mà cái hộp này nếu mà các bác không biết thì mua người ta cũng bán Nhật, bán ở bên bên Nhật bán lẻ thì chi phí nó cũng rất là cao, rất là đắt đỏ các bác. Nếu mà các bác nào ở Nhật Bản thì cũng biết rồi. À, những cái phụ kiện nhỏ người ta bán riêng, dây đeo bán riêng, túi đựng bán riêng, hộp sổ bán riêng, nó không không kèm theo máy đâu. Người ta bán ống, bán giá sản phẩm là giá của ống thôi chứ không có giá của phụ kiện. Rồi, à, chiếc này thì chúng ta sẽ có những gì đây? Nikon 8X30 8,5 độ và dòng sản phẩm này là Nikon Tokyo với số của máy là 534257. À, mức giá để sở hữu chiếc này thì em cũng xin phép công khai luôn trên video là 1.700.000 đồng, bao gồm tất cả những cái phụ kiện như các bác quý cô chú anh chị theo dõi, gồm mắt đậy trên này, hai mắt đậy trên này, hộp đựng này, hộp dây hộp da các bác nhé, túi đựng da này, rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có ví dụ như là thân kim loại này, rồi sản xuất là Japan, rất là mượt các bạn nha. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có bao da bọc da này, rồi về tình trạng quang học của nó thì em cũng chia sẻ thẳng thắn luôn các bạn nhé. Nào, nào qua một chút những cái bụi của hộp, tình trạng quang học bên trong nó không muốn đấm nhé, rồi ống kính còn đẹp, đó phần da nó cũng xuống cấp. Bên ngoài nó cũng sơn tĩnh điện màu sen còn rất là đẹp. Đó, thị kính này, các bạn cũng có thể tham khảo, nó còn rất là tốt. 8X30, 8,5 độ. Rất là trơn tru. Các bạn có thể tham khảo đây. Rất là mượt và trơn tru. Rồi, nếu mà các bác nào chơi ống nhòm Nikon hoặc chơi những sản phẩm ống nhòm quang học thì nói đến những chiếc này thì cũng không quá giới thiệu quá nhiều nữa. Và ngày hôm nay thì em thắng săn về được thì cũng chia lại cho quý anh em xem kênh. Các bác nào thực sự đam mê những cái sản phẩm trong khoa học và có những cái nhu cầu tài chính khác nhau và nhu cầu mục đích sử dụng khác nhau thì cũng có thể cân nhắc. Mức giá thì em công khai luôn cho các bác 3 mẫu rồi. Thì nếu mà các bác nào ok được thì có thể giao lưu với em Thắng qua đầu số hotline là 0958 862059 hoặc là nhắn qua Zalo. Em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.